Hello, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với IELTS Miss Hồng Kiều. Mình là Thu Hồng, Speaking 8.0. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với series các video về chủ đề Speaking Part 1 nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cách đối phó dạng câu hỏi thường gặp số 2 ở trong Speaking Part 1. Đó chính là dạng câu hỏi kinds of or types of. Một số ví dụ như là What kinds of music do you like? What types of restaurants are famous in your town? Cách để trả lời dạng câu hỏi này sẽ là Of course, there are plenty of but I think the most common or commonly used one should be due to the fact that blah blah. Another type of worth mentioning is blah blah blah, which is blah blah blah. Áp dụng vào câu hỏi nhé. What types of music is popular in your country? Of course, there are many types of music in my country, but I suppose the most common one should be pop, due to the fact that this kind of music can be listened to by a variety of ages. And another form of music worth mentioning is instrumental music, which helps people to blow off steam after a hard working day. Okay, bây giờ đến lượt của mọi người nha. Mình sẽ đưa câu hỏi cho mọi người là What types of restaurant is famous in your town? What kinds of weather is common in your country? Cảm ơn mọi người và nhớ theo dõi những video tiếp theo về những dạng câu hỏi tiếp theo nữa nha. Bye for now!